bão số 3 bắt đầu suy yếu sau nhiều giờ đổ bộ đất liền. Ảnh hưởng bão số 3 tại Hà Nội đến chiều ngày 7 tháng 9. Đã có 7 người ở Hà Nội thương vong do bão số 3. Xuất hiện thông tin thất thiệt về bão số 3. Công an thành phố Pleiku đang giải cứu thanh niên ngáo đá, cầm hung khí dọa tự sát. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là MC Nam Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Sau nhiều giờ đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, bão số 3 đã bắt đầu suy yếu. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm 1 cấp, còn cấp 11, 12, 103 đến 133 km trên giờ. Giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km trên giờ. Dự báo những giờ tới bão đi sâu vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Quá trình di chuyển, bão giảm dần cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9 đến 11. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 3,0 đến 5,0 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh, Hải Phòng sóng cao 3,0 đến 4,0 m. Từ Thái Bình, Ninh Bình 2,0 đến 3,0 m. Bão cũng gây ra mưa lớn nhiều nơi. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Từ chiều mai lượng mưa giảm dần, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ chiều nay đến sáng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Bão đang di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền. Cấp độ gió quan trắc được trong những giờ qua có nhiều nơi lên cấp 14, giật cấp 17. Ảnh hưởng của bão số 3 tại Hà Nội cũng đang có mưa kèm theo gió giật liên hồi. Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khuyến cáo người dân thành phố không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhấn mạnh trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ tài sản, đặc biệt chú trọng bảo vệ đê, hồ đập, những khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về mức an toàn trên địa bàn. Người đứng đầu chính quyền thủ đô đã yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm do bão số 3 gây ra, tập trung kêu gọi, vận động người dân khẩn trương về nơi cư trú an toàn, tránh tư tưởng phó mặc trong công tác phòng, chống bão cho cơ quan chức năng, đặc biệt là tư tưởng chủ quan, lơ là. Ảnh hưởng bão số 3, hàng chục căn nhà ở Mường Lát bị tốc mái. Trưa ngày 7 tháng 9, trao đổi với Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà Văn Ca Bí, huyện ủy huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, huyện Mường Lát đã và đang quyết liệt triển khai các phương án giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão số 3 gây ra. Theo ông Ca, tính đến trưa nay, do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện Mường Lát, dông lốc đã làm 60 căn nhà bị tốc mái, 4 nhà bị cây đổ vào, sạt lở móng nhà của dân. Hiện nay, huyện ủy, huyện Mường Lát đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn chủ động hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Tính đến trưa ngày 7 tháng 9, trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa, dông lốc đã làm 60 căn nhà bị tốc mái, 4 nhà bị cây đổ vào nhà sạt lở. Theo ông Ca, đối với các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét,
ngập lụt để chủ động tổ chức di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay, phải có phương án chủ động sơ tán. Trưa cùng ngày, Công an huyện Mường Lát thông tin đã duy trì 100% quân số thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do bão lũ gây ra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi có bão lũ. Cuối giờ sáng ngày 7 tháng 9, sau khi kiểm tra công tác dự báo bão số 3 tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp tại Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống bão số 3 đặt tại Hải Phòng, nghe báo cáo tình hình ứng phó với bão số 3 tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động trên 438.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng nghìn phương tiện, vật tư hỗ trợ người dân. Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh, An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng. Thời điểm mạnh nhất là từ 12 đến 14 giờ chiều, sau 17 giờ, cấp độ bão sẽ giảm. Qua nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, quân và dân đã triển khai ứng phó với bão số 3 nghiêm túc, quyết liệt. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, vùng ảnh hưởng lớn. Sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cấp độ bão vẫn giữ nguyên. Chính vì vậy, cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ. Các địa phương ven biển cần phải duy trì cấm đường, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà đến sau 20 giờ. Các cơ quan khí tượng, thủy văn, trạm khí tượng thủy văn phải làm tốt công tác cảnh báo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương rà soát ngay quy trình vận hành xả lũ các hồ chứa, tránh xảy ra lũ trồng lũ do mưa lớn từ hoàn lưu sau bão. Đã có 7 người ở Hà Nội thương vong do bão số 3. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Cứu hộ thành phố dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Sagi, từ sáng ngày 7 đến ngày 8 tháng 9, các quận huyện trên địa bàn đã có gió cấp 5, cấp 6, tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió giật mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, kèm theo đó là mưa dông trên địa bàn thành phố. Báo cáo nhanh, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, tổng lượng mưa tính đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9 đến 7 giờ ngày 7 tháng 9 ở các khu vực Hoàn Kiếm là 13,5mm, Hà Đông 19mm, Sơn Tây 60,2mm, Ứng Hòa 38,4mm, Ba Vì 50,8mm. Về tình hình thiệt hại, theo thống kê đến nay, tại Hà Nội có 7 người thương vong do cây đổ. Cụ thể, tại quận Hoàng Mai có 1 người chết và 1 người bị thương. Quận Hoàn Kiếm có 3 người bị thương, quận Hai Bà Trưng có 2 người bị thương. Đối với hệ thống cây xanh, đã có 402 cây đổ, cành gãy. Ngoài ra còn xảy ra một số thiệt hại khác như cột điện bị gãy đổ, làm mất điện khoảng 2.517 hộ gia đình ở Hoài Đức, tốc mái nhà lợp tôn, sập mái chuồng bò. Đồng thời, nhiều diện tích hoa màu của nhân dân cũng thiệt hại, ảnh hưởng. Xuất hiện thông tin thất thiệt về bão số 3. Trên nhóm Facebook có tên Toàn cảnh báo chí Việt Nam tại địa chỉ www.facebook.com/group/pháp luật cuộc sống.vn đã xuất hiện thông tin SOS, bão đổi hướng, đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội. Nội dung trên chỉ nhận được 3 ký hiệu like, 2 mặt buồn, nhưng nằm trong một nhóm với 35.400 thành viên cũng gây ít nhiều lo lắng. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Kim, những người đang trực tiếp phân tích tham mưu công tác phòng chống bão số 3, trao đổi về thông tin này. Cả hai đều khẳng định, đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, chưa có dự báo nào về việc bão số 3 đổi hướng, đặc biệt là chưa có dự báo cảnh báo nào về việc bão số 3 sẽ đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội. Tin bão khẩn cấp phát lúc 11 giờ từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Thái Bình, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h.
Bản đồ dự báo hướng di chuyển của bão số 3 mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố, cũng như bản đồ của Cơ quan Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ cập nhật lúc 11 giờ 17 cũng cho thấy không có việc tâm bão số 3 sẽ đi theo trục từ Thái Bình ngoài biển vào Hà Nội trong đất liền. Đến trưa nay, bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp vào các huyện đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khiến 6 tàu bị đắm, 100 nhà dân trụ sở bị tốc mái tôn, cây xanh gãy đổ nhiều, một số nơi mất điện diện rộng. Trên khu vực cảng Cái Rồng, Vân Đồn 1, tàu vỏ làm bằng xi măng bị đứt neo đã trôi tự do, cản vào nhiều bè nuôi cá gây vỡ bè. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện đảo Cô Tô bị mất điện, 30 điểm dây điện bị đứt, mất kết nối hệ thống cáp quang mạng viễn thông. 6 tàu bị đắm, 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, chưa có nhà bị sập. Trên 80 cây xanh hai bên đường đã bị gãy đổ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo 1 đến 3 giờ tới, vùng tâm bão sẽ di chuyển vào Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10, cấp 12 và sau đó bão sẽ di chuyển sâu vào trong đất liền. Dưới tác động mạnh của hoàn lưu bão thì từ nay tới chiều, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ có gió giật mạnh cấp 9, cấp 12. Công an thành phố Pleiku, Gia Lai vẫn đang tuyên truyền vận động và tìm giải pháp khống chế một thanh niên ngáo đá, cố thủ trong phòng ngủ. Người này tự kề dao vào cổ và nhốt bản thân trong phòng ngủ, rồi đòi tự sát nếu lực lượng chức năng xông vào. Sự việc đã diễn ra gần 20 tiếng. Thượng tá Phan Nhật Toàn, trưởng công an thành phố Pleiku đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Được biết, thanh niên có biểu hiện ngáo đá cố thủ trong nhà là NTL, 25 tuổi, ngụ 29/20, đường Lê Duẩn, phường Phù Đồng, thành phố Pleiku. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 9, NTL có biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc trong nhà và dùng hai thanh mã tấu tự dí vào cổ mình, đe dọa mọi người nếu can ngăn. Sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khống chế nhưng bất thành. Sau nhiều lần vận động, NTL đã tự giao nộp hai thanh mã tấu nhưng vẫn cố thủ trong phòng ngủ. Người nhà của NTL cho biết do mâu thuẫn với vợ và người vợ đã bỏ đi khỏi nhà, không liên lạc được với vợ, NTL đã sử dụng ma túy và mất kiểm soát, đe dọa, tự sát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!